Học sinh là người tổ quốc mong cho mai sau. Học sinh đầy đời niềm thiếu trên bao công lao. Lúc các quốc dân tranh đấu hy sinh cho nền độc lập. Học sinh để chi tuổi xanh chung sức phấn đấu. Đem hết căn trang của người Việt Nam tiến lên. Học sinh là mầm sống của ngày mai. Nung đúc tâm hồn để nuôi chi lan. Theo các thanh niên sống vì dòng nòi. Liều thân vì nước vì dân mà thôi. Học sinh là người mới của Việt Nam. Đã thoát ra một thời xưa tối an. Đem sức thanh tân trong mọi suy tàn. Học sinh làm sáng đời dân Việt Nam. Học sinh là người tổ quốc mong cho mai sau. Học sinh gây đời niềm thiếu trên bao công lao. Lúc các quốc dân tranh đấu hy sinh cho nền độc lập. Học sinh để chi tuổi xanh chung sức phấn đấu. Đem hết căng trang của người Việt Nam tiến lên. Học sinh là người mới của Việt Nam. Đã thoát ra một thời xưa tối an. Đem sức thanh tân trong mọi suy tàn. Học sinh làm sáng đời dân Việt Nam. Học sinh vào đời chiến thù ngày nay. Nung đúc can tràng để bền lý trí. Trong lúc quốc gia ước mơ anh tài. Học sinh bền chí lập công từ. Thầy chào các con. Chào mừng các con đến với buổi học tiếp theo môn giáo dục thể chất của thầy vào buổi học hôm nay. Phần mở đầu, thầy sẽ giới thiệu để các con nắm về nội dung bài học hôm nay. Bài học hôm nay, chủ đề là bài thể dục phát triển chung lớp 5. Học hôm nay chúng ta sẽ học bài thứ 8 là ôn tập 8 động tác của bài thể dục phát triển chung mà các con đã học ở những bài trước. Nội dung bài học gồm có 4 hoạt động. Hoạt động 1, bài khởi động chung. Các con sẽ quan sát tranh và video hướng dẫn để thực hiện khởi động theo. Hoạt động 2, ôn tập 8 động tác của bài thể dục phát triển chung. Ở hoạt động này, các con sẽ quan sát video và các con tập luyện theo hướng dẫn. Hoạt động 3, hoạt động tập luyện. Các con sẽ cùng tập luyện với các bạn học sinh ở trong video. Mỗi động tác, các con thực hiện 2 lần 8 nhịp. Hoạt động 4 là hoạt động thả lỏng sau khi tập luyện. Thì sau khi các con đã tập luyện xong, các con sẽ tiến hành thả lỏng để hồi phục sức khỏe và tránh chấn thương. Các con sẽ thực hiện các động tác theo video hướng dẫn của thầy. Đó là 4 hoạt động của bài học của ngày hôm nay. Và bây giờ thầy và các con sẽ cùng nhau bước vào từng hoạt động của nội dung bài học hôm nay.
thứ nhất xoay cổ, thân hình thẳng, hai chân rộng bằng vai, hai tay chống hông, xoay cổ từ trái qua phải và ngược lại. Thực hiện 2 lần 8 nhịp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ hai, xoay khuỷu tay, thân hình thẳng, hai chân rộng bằng vai, hai tay dang ngang, bàn tay nắm, xoay khuỷu tay từ ngoài vào trong và ngược lại, thực hiện 2 lần 8 nhịp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ngược lại, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thứ 3, xoay vai, thân hình thẳng, hai chân rộng bằng vai, các ngón tay đặt lên hõm vai, xoay từ trước ra sau và ngược lại, thực hiện 2 lần 8 nhịp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ngược lại, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ tư, xoay cánh tay, thân hình thẳng, hai chân rộng bằng vai, hai cánh tay giữ thẳng, xoay cánh tay từ trước ra sau và ngược lại, thực hiện 2 lần 8 nhịp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ngược lại, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 5, xoay hông, thân hình thẳng, hai chân rộng bằng vai, hai tay chống hông, xoay hông theo vòng tròn từ trái qua phải và ngược lại, thực hiện 2 lần 8 nhịp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ngược lại, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 6, xoay gối, thân hình thẳng, khuỷu hai gối, hai bàn tay đặt lên gối, xoay gối theo vòng tròn từ trái qua phải và ngược lại, thực hiện 2 lần 8 nhịp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ngược lại, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 7 là xoay cổ tay kết hợp với xoay cổ chân. Thân hình thẳng, xoay cổ tay kết hợp kiện gót chân, xoay cổ chân từ trái qua phải và ngược lại, sau đó đổi chân, thực hiện 2 lần 8 nhịp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi ngược lại đổi chân. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Một, động tác vươn thở. Nhịp 1, bước chân trái về trước 1 bước, đồng thời chân phải duỗi thẳng, mũi chân chạm đất. Hai tay từ thấp đưa ra trước lên cao, chép chữ V, lòng bàn tay hướng vào nhau, mắt nhìn theo tay, hít vào bằng mũi. Nhịp 2, từ từ hạ thấp, hai tay đang chéo trước bụng, tay phải nằm phía trong, gập cổ, thở ra bằng miệng. Nhịp 3 như nhịp 1, nhịp 4, trở về tư thế chuẩn bị. Nhịp 5, 6, 7, 8, tương tự nhịp 1, 2, 3, 4, nhưng đổi bên. 5, 6, 7, 8, 2, động tác tay. Nhịp 1, bước chân trái sang ngang rộng bằng vai, đồng thời hai tay đưa ra ngang, lòng bàn tay úp. Nhịp 2, đưa hai tay lên cao, vỗ vào nhau, mắt nhìn theo tay. Nhịp 3, co hai tay trước ngực. Nhịp 4, trở về tư thế chuẩn bị. Nhịp 5, 6, 7, 8, tương tự nhịp 1, 2, 3, 4, nhưng đổi bên. 5, 6, 7,
8. 3. Động tác chân. Nhịp 1, nâng đầu gối chân trái, cẳng chân vuông góc với mặt đất, đồng thời các ngón tay chụm lại đặt trên hõm vai. Nhịp 2, đặt chân trái ra sau, mũi chân chạm đất, hai tay đưa dây ngang lòng bàn tay ngửa. Nhịp 3, đá chân trái ra trước, đồng thời hai tay đưa song song về trước, lòng bàn tay úp. Nhịp 4, trở về tư thế chuẩn bị. Nhịp 5, 6, 7, 8 tương tự nhịp 1, 2, 3, 4 nhưng đổi bên. 5, 6, 7, 8. 4. Động tác vặn mình. Nhịp 1, bước chân trái sang ngang rộng bằng vai, đồng thời hai tay đưa dây ngang, lòng bàn tay ngửa. Nhịp 2, vặn mình sang bên trái, mắt nhìn về phía bên trái. Nhịp 3, như nhịp 1. Nhịp 4, trở về tư thế chuẩn bị. Nhịp 5, 6, 7, 8 tương tự nhịp 1, 2, 3, 4 nhưng đổi bên. 5, 6, 7, 8. 5. Động tác phối hợp. Nhịp 1, bước chân trái sang ngang rộng bằng vai, đồng thời tay phải chạm mũi chân trái. Nhịp 2, tay chống hông, đứng thẳng. Nhịp 3, gập thân người về trước, lưng thẳng, mắt nhìn thẳng. Nhịp 4, trở về tư thế chuẩn bị. Nhịp 5, 6, 7, 8 tương tự nhịp 1, 2, 3, 4 nhưng đổi bên. 5, 6, 7, 8. 6. Động tác thăng bằng. Nhịp 1, đặt chân trái ra sau, duỗi thẳng, mũi chân chạm đất, hai tay đưa dây ngang, lòng bàn tay úp. Nhịp 2, đá chân trái ra sau lên cao, gập thân người về trước, mắt nhìn thẳng, hai tay đưa dây ngang giữ thăng bằng. Nhịp 3 như nhịp 1. Nhịp 4, trở về tư thế chuẩn bị. Nhịp 5, 6, 7, 8 tương tự nhịp 1, 2, 3, 4 nhưng đổi bên. 5, 6, 7, 8. 7. Động tác bật nhảy. Nhịp 1, bật tách hai chân, tay trái đưa dây ngang, mắt nhìn theo tay, tay phải coi trước ngực. Nhịp 2, bật khép chân, trở về tư thế chuẩn bị. Nhịp 3, bật tách chân, tay phải đưa dây ngang, mắt nhìn theo tay, tay trái coi trước ngực. Nhịp 4, bật khép chân, trở về tư thế chuẩn bị. Nhịp 5, bật tách chân, hai tay đưa lên cao, vỗ vào nhau, mắt nhìn theo tay. Nhịp 6, bật khép chân, trở về tư thế chuẩn bị. Nhịp 7 như nhịp 5. Nhịp 8, trở về tư thế chuẩn bị. 8. Động tác điều hòa. Nhịp 1, bước chân trái sang ngang rộng bằng vai, đồng thời hai tay đưa ra trước song song, lắc cổ tay thả lỏng. Nhịp 2, đưa hai tay dang ngang. Nhịp 3 như nhịp 1. Nhịp 4, trở về tư thế chuẩn bị. Nhịp 5, bước chân phải sang ngang rộng bằng vai, đồng thời hai tay đưa ra trước song song, lắc cổ tay thả lỏng. Nhịp 6, đưa hai tay lên cao, thẳng hướng, mắt nhìn theo tay. Nhịp 7, hai tay đưa dang ngang. Nhịp 8, trở về tư thế chuẩn bị. Vừa rồi, thầy đã hướng dẫn cho các em 8 động tác của bài đang được phát triển chung của lớp 5. Và bây giờ các em cùng tập luyện với thầy nhé.
Rồi sau khi các con đã thực hiện được hoạt động 1, hoạt động 2 và hoạt động 3, thì trước khi nghỉ ngơi, thầy và các con cùng nhau thả lỏng cơ thể để hồi phục sức khỏe sau khi tập luyện. Rồi bước vào hoạt động thứ 4, hoạt động thả lỏng. Thầy mời các con cùng thả lỏng với thầy. Rồi đầu tiên, hai chân các con rộng bằng vai, thân người gập xuống, mắt nhìn xuống dưới, tay buông lỏng hai tay và buông lỏng hai tay, hít vào, thở ra, hít đều, thở ra. Các con làm liên tục. Rồi lần thứ hai các con đứng lên, đây, hai tay lên cao và thả lỏng hai tay, mắt nhìn theo tay và hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra. Tiếp tục các con kéo hai chân lại, hai chân hình chữ V, thân hình gập xuống và tay thả lỏng và đánh tay từ trong ra ngoài liên tục. Thả lỏng hai tay, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra. Rồi phần chân thì các con cứ thả lỏng tự nhiên, chân các con thả lỏng, đứng thẳng và thả lỏng hai chân, đổi chân liên tục. Rồi bài học của thầy đến đây là kết thúc. Thầy chào các con và hẹn các con. Covid-19 đang bùng phát trở lại, làm ảnh hưởng đến sức khỏe của mọi người, đặc biệt là các em học sinh. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu và hướng dẫn bài tập thể dục dành cho trẻ mẫu giáo và các em học sinh tiểu học nhằm nâng cao sức khỏe, khả năng vận động để phòng chống và đẩy lùi dịch Covid-19. Sau đây là phần hướng dẫn chi tiết bài tập. Động tác đầu tiên, động tác vươn thở, nhịp 1-2, chân trái xuống chết, hai tay đưa từ dưới lên cao, đồng thời hít vào. Nhịp 3-4 thu chân về, hai tay hạ xuống chéo trước ngực, gập đầu đồng thời thở ra. 5-6-7-8 tương tự đổi bên. 5-6-7-8. Lần 8 thứ 2 tương tự. Động tác thứ 2, động tác tay vai. Nhịp 1 chân trái bước sang ngang, hai tay lên cao. Nhịp 2 đặt chân phải về trước, tay trái chết dưới, tay phải chạm vai. Nhịp 3 về là nhịp 1. Nhịp 4 về tư thế chuẩn bị. 5-6-7-8 tương tự đổi bên. 5-6-7-8. Động tác thứ 3, động tác tay ngực. Nhịp 1 chân trái bước chân trái, đồng thời hai tay đưa về trước. Nhịp 2 bước chân phải, đồng thời quỳ gối, hai tay kéo vuông góc. Nhịp 3 về là nhịp 2. Nhịp 4 về tư thế chuẩn bị. 5-6-7-8 tương tự đổi bên. 5-6-7-8. Động tác thứ 4, động tác nghiêng lườn. Nhịp 1 chân trái bước sang ngang, hai tay dang ngang. Nhịp 2 nghiêng người sang trái, tay trái chống hông, tay phải cao, đồng thời quỳ gối. Nhịp 3 về là nhịp 1. Nhịp 4 về tư thế chuẩn bị. 5-6-7-8 tương tự đổi bên. 5-6-7-8. Động tác thứ 5, động tác vặn mình. Nhịp 1 chân trái bước về trước, hai tay co trước ngực. Nhịp 2 xoay người sang trái, hai tay dang ngang, lòng bàn tay ngửa.
Nhịp 3 về là nhịp 1. Nhịp 4 về tư thế chuẩn bị 5, 6, 7, 8 tư tự đối bên 5, 6, 7. Động tác thứ 6, động tác lưng bụng. Nhịp 1, bước chân trái ra sau, đồng thời xoay người sang trái, hai tay cao. Nhịp 2, gập người về trước, mũi tay chạm chân. Nhịp 3, về là nhịp 1. Nhịp 4, về tư thế chuẩn bị. Nhịp 5, đá chân phải ra sau, hai tay cao. Nhịp 6, về tư thế chuẩn bị. Nhịp 7, đá chân trái ra sau, tay cao. Nhịp 8, về tư thế chuẩn bị. Động tác thứ 7, động tác chân. Nhịp 1, bước chân trái sang ngang, đồng thời khuỵu chân phải, hai tay cao, lòng bàn tay chạm vào nhau. Nhịp 2, về vị trí chuẩn bị. Nhịp 3, nâng chân trái lên, hai tay co trước ngực. Nhịp 4, về vị trí chuẩn bị. 5, 6, 7, 8, tương tự đối chân. 5, 6, 7. Động tác thứ 8, động tác toàn thân. Nhịp 1, chân trái bước chích, hai tay cao. Nhịp 2, giữ trọng tâm về chân phải, đồng thời khuỵu gối, hai tay đánh ra sau. Nhịp 3, thả người đá chân trái ra sau, đồng thời hai tay cao. Nhịp 4, về tư thế chuẩn bị. 5, 6, 7, 8, tương tự đối bên. 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 9, động tác bật nhảy. Nhịp 1, bật tách chân trước sau, đồng thời chân trái khuỵu, tay phải đưa về trước, tay trái ngang. Nhịp 2, bật khép chân. Nhịp 3, bật tách chân ngang, hai tay lên cao. Nhịp 4, về tư thế chuẩn bị. 5, 6, 7, 8, tương tự đổi chân. 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 10, động tác điều hòa. Nhịp 1, 2, chân trái bước sang ngang, đồng thời khuỵu gối, hai tay đưa từ dưới lên cao. Nhịp 3, 4, khuỵu gối, hai tay đưa từ lên cao, để chéo trước ngực. Nhịp 5, 6, tương tự nhịp 1, 2. Nhịp 7, 8, thu về. Lần 8 thứ 2, tương tự đối bên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Phần giới thiệu động tác của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin chúc quý thầy cô cùng toàn thể các bạn tập luyện đạt hiệu quả, có sức khỏe tốt để phòng chống dịch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tập thể dục, tập thể thao, để học hành tiên mau, để chẳng ốm đau đâu. Tập thể dục, tập thể thao, nhẹ nhẹ hồng hào, chỉ phải nâng cao.
From Vietnam to the world, let's unite to fight Corona. From Vietnam to the world, let's unite to fight Corona. Was the best and now it's a mess. What the hell? COVID. We're lost and confused. What's all this about? Oh my gosh. What now? Calm down. Wash your hands. Now make sure you clean your places. And please do your part. We are all in this together. Maintain your social distance and wear a mask anytime you must go out. We might be physically far, but you are here in my heart. After all, love is all that we need. We love this life, believe in ourselves. Don't be scared, we'll get through it all. All the nations together as one. We will leave no one behind. From Vietnam to fight Corona. From Vietnam to the world, let's unite to fight Corona. Calm down, wash your hands. Now make sure you clean your places and please do your part. We are all in this together. Don't spread false information. Maintain your social distance and wear a mask anytime you must go out. We might be physically far, but you are here in my heart. After all, love is all that we need. We love this life, believe in ourselves. Don't we'll get through it all the nations together as one. We will leave no one behind. From Vietnam to the world, let's unite to fight Corona. From Vietnam to the world, let's unite to fight Corona. Don't spread false information. Maintain your social distance and wear a mask anytime you must go out. We might be physically far, but you are here in my heart. After all, love is all that we need. We love this life, believe in ourselves. Don't be scared, we'll get through it all. All the nations together as one. We will leave no one behind. From Vietnam to the world, let's unite to fight Corona. From Vietnam to the world, let's unite to fight Corona.